Hey yo anh em và chào em trở lại với kênh YouTube của mình, thì mình là Harry đây. Dạ thì hôm nay chúng ta được video Minecraft Password, nhưng mình sẽ giới thiệu các bạn một cái resource pack giúp các bạn trở nên pro hơn trong PvP nhá, và cực kỳ boost FPS luôn. Và mình nghĩ nếu anh em nhìn ra cái khung cảnh này, anh em hiểu được Password rồi nhá. Và cho video đừng quên bỏ lại like, một xem subscribe, hãy giúp đây được 150 like nha anh em. Và bây giờ chúng ta bắt đầu nào, let's go. Yo anh em ơi, và chúng em mới trận đầu tiên nha anh em. Đây, đây chỉ là bát của Ân Quang anh em ạ. Đấy, theo như mà đánh giá sơ qua mình thấy bát này rất là đẹp anh em. Đó, và mình cảm giác đánh giá là BB rất là ổn khi mà như là dùng bát này á. Mình cảm giác BB nó hay hơn đấy. Đấy, BB cực kỳ hay hơn so với những cái bát bình thường. Mình thấy là đánh giá là như vậy. Ok, bây giờ mình sẽ cho anh em thấy cái khả năng mà chúng ta khi đã dùng bát của Ân Quang là như thế nào nhé. Ân Quang đồn là bắt ta dùng dao là BB hay lắm đấy. Thật sự là mình cảm nhận nó hay thiệt. Và mình khá thích kiếm Ân Quang nào, như thằng Hồng nó té rồi. Gà quá bạn ơi, là non lắm. Ui dồi ôi, xong rồi. Ui dồi ôi, tới cầm chuyển luôn đấy. À, thấy tôi bro chưa? Đấy, đúng là dùng bát của Ân Quang là BB bro ngay anh em. Nên mình tải về thử dụng nhé. Ok. Thì nói chung á, bát này mình đã từng chơi qua rồi. Và đó chỉ là bản demo anh em ạ. Đấy, chưa hoàn thiện thì đây là bản hoàn thiện của chúng ta. Thì các cái cấu như là block kiếm và các cái khối vàng này nọ được làm lại, gọi là rất là đẹp anh em ạ. Được phối màu rất đẹp. Thực sự Carrot làm bát này nói chung là tuyệt vời anh em. Đấy, bát này chính là tông của nó là chính là màu gì ta? Màu xanh lá cây anh em ạ. Đấy, đấy chính là màu mà mình không thích lắm, nhưng mà bộ mình rất là thích anh em. Và mình có thấy Sky được phối theo phong có gọi là rất là chill anh em. Thì xong cái thằng bên này mình sẽ chỉnh qua Sky chiều tôi cho các bạn xem nhé. Ui nó để dườn luôn ạ. Ui non thế bạn. Ui mình vừa đập nó xong nó đập bắn luôn á. Ui được bạn, bạn 10 điểm, bạn là siêu nhân, bạn là bro. Mình có biết mình lấy đồ đây. Mọi người thấy là dưới trời có ánh sao không? Ấy nhìn chill quá, cái nồi ra luôn đấy. Và nói chung bắt này nó bút FPS các bạn rất là cao anh em ạ. Thật đây là default edit nhưng mà nó bút các bạn iPad rất cao, nó rất xịn sò anh em ạ. Xịn lắm anh em, rất là xịn. Nói chung bạn nào máy yếu thì nên dùng bát này, rất là tuyệt vời, 16x. À, bạn Blue đi rồi anh em ạ. Trời ơi, bạn chơi mà bạn đi lại bạn đồ đúng không? Sao bạn? Ui, nó chơi đồ anh em ạ. Ừ, anh ơi, em xin lỗi. Ui, chơi đồ kìa. Em xin lỗi mà. Anh ơi, tha lỗi em đi, em biết lỗi rồi. Ui, anh em thấy tôi bộ đồ chưa? Tôi kích nó ra luôn đấy. Ui. Cho nghỉ mẹ một đi. Tôi ghê thế em. Này. Ui dồi ôi, tôi combo thế chưa. Ui, bro thật sự anh em ạ. Đừng có chảy ở kìa. Đừng có chảy ở kìa. Tôi nhìn mày hơi bị lâu đấy. Nha. Ừ nha. Chi. Gì anh em ơi, quá là game easy luôn em ạ. Ok anh em ơi, và chúng ta bắt đầu thay nha anh em. Đấy, thì nói chung mà bắt cũng quanh thì mình đánh giá thật sự là BB khá là dễ anh em ạ. Đấy, bút khả năng BB của mình lên một tầm cao mới đi anh em. Đấy, nói chung mà anh em nên cài chơi, anh em nên tải chơi anh em ạ. Và block cũng là được sửa lại theo ý thích của mình anh em. Đấy, bữa hôm qua mình nói là block nó không đẹp lắm. Đấy, giờ nó sửa lại theo kiểu là default edit đẹp. Ok thì truyền té truyền bình thường anh em ạ. Truyền thường ngày ấy, truyền như cân bữa vậy anh em. Không sao đâu anh em. Giờ tôi phải qua tôi đánh nát đi cái thằng Gray đã. Thì nói chung mình chốt lại nhé. Đây không phải là video review resource pack nhé. Red chết rồi anh em ơi. Red nó giết thằng Gray rồi. Úi dồi ôi, chạy đâu cho thoát bạn. Chạy đâu cho thoát được. Chạy đâu con trai, Tubi không cần tình yêu nhá. Sợ thế. Mất bét nha. Thôi, xong rồi. Ơ kìa, bạn. Chào bạn nha. Rồi, xong luôn. Thằng Blue nó qua rồi. Thằng Blue nó qua ghét luôn rồi. Rồi luôn, tới công chuyện luôn. Thằng này có vẻ bật rồi anh em ạ. Luna cap này nọ cũng xịn đấy. Ui thằng bật rồi anh em ơi. Bật rồi phết. Bật rồi cũng thui thôi. Tuổi gì nha. Bật rồi cũng vậy thôi. Biết chứ nó qua nhà mình nè. Cày thế. Mày qua nhà tao đúng không? Xin vĩnh biệt cô. Ôi chết rồi. Ah!
Ok anh em ơi, chúng ta đến trận cuối cùng nha mọi người. Đấy, thì trận trước thằng như nãy hơi xui anh em ạ. Thật luôn ấy, không biết làm gì anh em, chứ quả được quả fireball anh em. Cay thực sự anh em ạ. Tôi ăn ở tốt thế này mà cũng cho tôi chết cho được. Chết không phải lâu tiếp theo ạ, buồn thật sự anh em. Ok, giờ thì đây là sky buổi tối anh em ạ. Anh em thấy đẹp không? Wow, một cái phối màu nó khá là xịn xò ấy. Nói chung là sky tối cũng rất là chill, được. Bắt qua nói chung là good đấy. Ui dồi ôi, nóng nảy lại dễ cháy mà. Nóng nảy làm gì chứ biết không biết. Fred. Ui dồi ôi, quá đẳng cấp đến từ vị trí của Harry đẹp dài này mà. Mình cảm giác là rất khó bắt block nha. Xuống. Ok luôn nha. Ok luôn nha. Bạn. Bạn ơi, bạn ơi nè, đừng cất đồ nữa, đừng cất đồ nữa, trời ơi, cất làm gì không biết. Cất rồi cũng chết à. Trời, anh thấy mình combo đẳng cấp không? Chào bạn Blue nha. Chào bạn nha, bạn khỏe anh bạn. Mình thấy bạn cũng khỏe đấy, nên mình sẽ còn đập gì nha bạn. Ôi dồi ôi. Dê, uống dê. Uống dê, combo nè. Ui dồi, gần chết rồi anh em ạ. Ui dồi ôi, quá đẳng cấp đến thì của Harry anh em à. Ui anh em nhìn tôi combo có đỉnh cấp không? Ui xin thực sự anh em. Bắt là đúng là mình bị pro hơn nhiều luôn anh em ạ. Thằng Green nó không biết gì hết anh em ạ. Nó ngáo ngơ thế. Nó vẫn không biết chuyện gì đang xảy ra. Rồi đập này chắc là ngày mai luôn anh em. 2000 years later. Ờ thằng này nó ngáo thực sự luôn. Ôi nó ngáo thực sự anh em. Chết nhỉ, mày. Non. Bình tĩnh bạn, bình tĩnh đi. Thằng Quai ơi, alo. Ủa, alo. Đây, đúng bài luôn. Ui dồi ôi, qua đi bạn. Bùm. Úi dồi ôi, đúng bài luôn, chi. Yeah. Ok anh em nhá. Và cảm ơn xem video nhá. Video hay, video hay đừng quên bỏ lại một like, xem subscribe nhá. Đừng quên nhấn vào chuông nhá. Bây giờ tạm biệt mọi người. Bye bye. Mẹ phải bắn ổn thế.